sơ thất ca mâu ni Phật na mô bổn sơ ca mâu ni Phật na mô bổn sơ ca mâu ni Phật. À, mời các con ngồi xuống nha. À, các con, khi chúng ta vào lớp học tập, các con nhớ ngồi nghiêm túc, thẳng lưng và chúng ta lắng nghe. Vì thời gian học tập chúng ta không lâu, nếu các con ngồi mà không lắng nghe thì trôi qua thời gian rất là uổng. Hôm nay có những bé ở rất là xa, gia đình của các cháu thuê xe 30 chỗ, 50 chỗ rồi chở một số bé đến đây rất là đông. Nhưng mà một số bé đó nhiều lúc không ngồi được ở trong đây, mà nhiều lúc chạy giỡn bên ngoài thì rất là uổng, rất uổng. Chỗ cha mẹ thì muốn cho con cái được tốt, nhưng nếu con cái mà không chịu tiếp nhận thì cũng bằng không. Vì người lớn nhìn được chỗ học tập này là tốt, nhưng các bé thì không có nhận xét được chỗ này sâu sắc, nên không biết trân quý. Có nhiều bé thì thiện căn rất là dày, đến giờ học tập thì các cháu vào lớp học ngồi nghiêm túc, khi niệm Phật thì cũng niệm Phật rất là nghiêm túc. Các cháu biết được rằng là mình niệm Phật, chắp tay thẳng lưng niệm nghiêm túc như vậy, đem công đức niệm Phật đó hồi hướng cho cha mẹ. Và khi mình vào lớp học ngồi thì thẳng lưng không nói chuyện, lắng nghe. Như vậy thì đạo đức của mình càng ngày càng dày, cha mẹ vui. Nếu đạo đức mình phiết thì cha mẹ buồn. Mình là một người con muốn hiếu thảo với cha mẹ, mình là một người học trò muốn tôn kính thầy cô, nhất định mình sẽ là người đi đến đâu cũng rất là nghiêm túc. Chùa chúng ta ở trên chánh điện thì các cụ niệm Phật rất là đông. Một số cháu khi đi đến chùa, các con nhớ nè, chúng ta có vui chơi nói chuyện thì ở vị trí dưới đây, còn vị trí ở trên chánh điện, gần gần trên chánh điện mà các con đùa giỡn á, phước báo các con không đủ để mà cắn trừ đâu. Vì mấy trăm người đang niệm Phật, nếu chúng ta làm động họ thì phước báo chúng ta sẽ không còn đâu các con à. Nên từ từ những buổi học tập đệ tử quy, những đức sẽ sắp xếp cho anh em có một người ngồi vị trí gần chánh điện. Những bé nào chạy giỡn khu vực đó đều là chỉ các cháu đi xuống dưới lớp học đệ tử quy dưới đây hết. Nên những đức nêu lên chỗ này để cho tất cả các cháu khi đến đây học tập đệ tử quy á, các con phải nhớ là thời gian của mình không có nhiều. Mình phải vào lớp học, ngồi nghiêm túc để học tập. Như vậy thì một chuyến đi của mình có lợi ích.
Còn nếu không mà đi đến đây mà không học được gì hết, người ta hỏi mình, hôm qua con đi học đệ tứ quy, học được cái gì, mình không biết gì hết à. Vậy thì chuyến đi của mình rất là uổng, uổng lắm. Các con biết rằng là một người con hiếu thảo á, có nhiều cái cảm ứng đặc biệt lắm. Có một anh chàng này, khi gặp một vị thầy bói đó, coi anh chàng này, nhìn sắc diện của anh, thì tôi đoán anh ngày mai anh sẽ bị chờ đánh chết. Khi anh này nghe như vậy thì trong lòng anh rất là sợ. Không phải là anh sợ chết, mà là anh sợ khi anh chết rồi thì người mẹ già của anh ai sẽ nuôi. Nên anh quỳ xuống trước mặt người coi sách số cho anh, cầu xin ông chỉ tôi phương pháp hóa giải. Thì người coi sách số cho anh nói rằng, tôi cũng chỉ thấy như thế nào nói như vậy thôi, còn nghiệp duyên của mỗi một con người tôi không có cách nào mà chen vào được. Thì thầy sách số này bỏ đi. Anh chàng này rất là lo cho mẹ, và anh ngồi suy nghĩ, nếu ta bị chờ đánh ngay nhà thì mẹ ta sẽ kinh hoàng. Ta phải tính cách nào để ta bị chờ đánh mà mẹ ta đừng nên hoảng hốt. Anh vừa nghĩ như vậy thì chờ kéo mây đen ầm ì, sấm chớp. Anh thấy cảnh tượng đó, anh đóng cửa nhà lại, anh bỏ chạy thẳng vào trong đồng. Anh ngồi xuống, anh chờ, ông chờ đánh anh. Vì anh đã ra khỏi căn nhà một chút thì bầu trời trở lại bình thường và anh không bị chờ đánh. Ngày hôm sau lại, thầy sách số đó đi ngang nhà anh, nhìn thấy anh thì thầy sách số đó vô cùng ngạc nhiên hỏi, ông đã dùng phương pháp nào mà ông có thể thoát được nạn bị chờ đánh? Thì anh cũng nói rằng là anh không biết. Kể lại cho thầy sách số nghe là hành vi của anh như vậy, nghĩ như vậy đối với mẹ. Thì thầy sách số nói rằng, vì chính anh là người con hiếu thảo nên đã cảm động lòng chờ, nên nghiệp quả của anh đã vượt qua được thoát tai nạn kỳ này là nhờ ngay chỗ người con hiếu thảo. Nhận Đức cũng từng nói các con, một người con bất hiếu thì bị chờ đánh, một người con mà có hiếu thì ông trời sẽ không đánh. Rất là rõ ràng, trong tất cả các phước không phước nào bằng có hiếu, trong tất cả các tội không tội nào bằng bất hiếu. Và một người con mà bất hiếu với cha mẹ, người con này sẽ không được vui vẻ và tâm tư không được yên tâm. Dù là người này chưa nghe đạo pháp, nhưng rất là lạ, người con này chỉ cần bất hiếu với cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn lòng, thì tức khắc người con này bất an liền. Đó là bổn thiện của mỗi con người có sẵn. Mỗi một người nghe công đoạn này, quý vị khi mà làm cho cha mẹ buồn lòng, tự hỏi lại đi, tự chính mình sẽ thấy bất an liền. Khi chúng ta nghe được đạo pháp thì chúng ta phải tránh cái chỗ làm cho cha mẹ mình buồn lòng. Hồi chiều này Nhận Đức gặp nguyên một gia đình này, hình như cũng 6-7 người vậy đó.
Khi những đức vừa ăn cơm xong thì họ gặp những đức. Có một người nữ nói chuyện trước. Người nữ có đầu mấy đứa con. Đứa con lớn nhất của bà là 17 tuổi. Con trai. Anh con trai này rất là quậy. Chỉ mới có 17 tuổi mà bỏ học đi bụi. Đi chỗ này đi chỗ kia. Cả một gia đình lo âu. Bên nội lo âu, bên ngoại lo cho đứa cháu này. Gia đình của cháu này là làm nghề gì? Cha là làm nghề đi ra biển bắt cá rất là nhiều. Mẹ thì đem cá này đi giao cho nhiều nơi. Làm nghề này tương đối cũng nhiều năm. Gia đình cũng tương đối khá giả. Những đức vừa nghe đến chỗ này thì những đức biết rồi. Sát sanh, hại vật, có được tiền bạc. Còn phá gia chi tử đến để đòi. Nên mỗi một người cha, người mẹ khi nghe được chỗ chia sẻ này, quý vị phải nhớ. Con đến với mình, một là đòi nợ, hai là trả nợ. Nếu con trả nợ đến nhà mình, thì đứa con này cả một đời là biết nghe lời cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ. Còn đứa con đến đòi nợ là cả cuộc đời đứa con này. Nó sẽ không biết thương quý vị. Và nó đều là phá của cải của quý vị. Đó là đứa con đến đòi nợ. Mỗi một bé ngồi ở đây các con cũng có thể nghe được chỗ này. Thì trong gia đình các con hành vi như thế nào các con là biết được rồi đó. Đi đến nhà đó các con là con gì? Một là con trả nợ cho cha mẹ hay là con đến đòi nợ cha mẹ. Các con cũng có thể chuyển nghiệp được. Nếu làm người con mà đòi nợ cha mẹ thì quan gia không sở ra được. Đời đời kiếp kiếp vô cùng là khổ. Làm cho cha mẹ buồn lòng thì nghiệp quả này tiếp tục là xây vằn mãi không ra. Các con làm sao mà mình trở thành một người con hiếu thảo? Thì những đức nói chuyện với gia đình. Những đức nói với gia đình rằng vì nghiệp sát sanh nặng quá. Ông chồng ngồi kế bên mình mà thấy ông thì sát khí nặng nề vô cùng. Đúng là người mà sát sanh nhiều thì gương mặt đằng đằng sát khí. Ngồi kế bên mình mà ông, cặp mắt của ông nhìn mình nghinh gì nè. Mình có làm gì ông đâu, nghinh mình nhìn vậy. Mà không phải là ông nghinh mình mà vì do cái gương mặt ông vậy đó. Sát khí nặng quá. Gặp mà những đức mà nhát nhát chắc cũng chạy mắt dép à. Nhưng mà những đức trong lòng nói mình có gì đâu sợ. Cứ ngồi im nói chuyện bình thường. Mình nói chuyện, ổng thì không phải nhìn mình bình thường như vậy đâu. Mà ổng nhìn mình, ổng nhìn vậy nè. Kênh mình vậy đó. Nghinh không? Kênh mình. Làm mình cho mình đừng nói chuyện nữa hay sao á. Mình nói, nghinh kệ ông, tôi nói chuyện với vợ ông, bộ nói với ông đi rồi sợ. Vợ ông đang ngồi kế mình nói chuyện, ổng thì ổng ngồi cách mình chút xíu. Ông làm. Nên nói chuyện chút thì nhất lái qua cái vụ sát sanh. Sát khí nặng nề, cái tự nhiên cặp mắt của ổng. chớp lại. Hồi nãy thì không chớp, bây giờ mình nói tới vụ mà sát sanh nghiệp lực nặng nề, mắt cũng chớp lại nha. Nó động tới cái nghiệp. Nên mình mới dùng cái tâm mình quá giải. Cái từ từ cái ông nhẹ xuống. Cái những đứa kêu mấy cô đem ra cho những đứa cộng dây coi. Ông làm tưởng đâu bắt ổng hay sao. Mà các con biết cộng dây gì không?
dây chuyền, chứ không phải là dây thò tối. Nó cầm cọng dây chuyền ra, những đức lấy ra và kêu ổng, kêu là đây. Cái ổng lợ, những đức nói khòm xuống. Xong cái những đức đeo cọng dây chuyền vào cổ cho ổng, vỗ vai ổng mấy cái. Rồi đó, ổng ngồi xuống bắt đầu ổng mới nói chuyện. Vì thấy không đơn giản đó nha. Rồi xong đó, lúc đó những đức mới nói chuyện thì nguyên gia đình nghe thích lắm. Những đức nói á, một đứa con nó quậy nguyên một gia đình như vậy, quý vị tại sao yếu để một mình nó mà quay cả gia đình rồi bên nội bên ngoại? Tại sao quý vị không ngồi suy nghĩ? Vì mình yếu quá nên mình bị nó quay vòng vòng. Bây giờ tại sao chúng ta không bình định tâm lại? Mình đừng có bực bội, khó chịu, buồn phiền. Nó 17 tuổi rồi, nó đi đâu nó cũng biết sống rồi. Một người thì đi, một người thì ở nhà lo, lo làm chi? Quý vị cứ ở nhà bình định tâm lại, và toàn thể gia đình cứ bình yên đó, làm ăn đàng hoàng, rồi bên nội bên ngoại cũng an tâm lại, để đứa con này cái nghiệp nó đừng có gánh nặng quá, thì chúng ta mới đủ năng lực để chuyển nó. Còn nếu chúng ta để một mình nó mà chuyển cả gia đình và chuyển cả bên nội bên ngoại luôn, như vậy thì chúng ta có cách gì để giúp nó? Không có cách gì cả. Vì sao? Vì mình yếu hơn nó, làm sao mình giúp được nó? Chúng ta phải bình định lại tâm, và chúng ta đừng có nặng nề. Chúng ta phải tin số mạng mỗi một con người, cái chết sống đều có số mệnh, đừng có sợ, đừng có lo gì cả. Thì chúng ta bình định tâm như vậy, không nhiễm vào nó, thì tức khắc chúng ta đủ phước duyên năng lực để chuyển hóa đứa con này từ từ nó đi vào con đường chánh đạo. Nó phải có phương pháp nghe. Chứ làm gì chúng ta khổ vì họ? Chúng ta khổ vì họ có lợi ích gì đâu? Không có lợi ích gì cả. Phải nhớ đó. Nên cha mẹ sinh con, nuôi con khôn lớn thì mình cứ hết trách nhiệm đi. Chứ người cha người mẹ đừng có thất vọng, nuôi mấy đứa này vô cùng là cực. Bây giờ nó lớn lên là nói nó không nghe, biết vậy hồi xưa sanh trứng gà luộc ăn còn ngon. Có nhiều người cha người mẹ tức cũng nói vậy nghe. Nói vậy thì nó tạo nghiệp thêm, không có lợi ích chi cả. Con cái đến gia đình mình là nó có duyên số, đòi nợ hoặc trả nợ mà. Nên chúng ta làm sao mà nhìn lại cái hành vi sống của mình á, chúng ta đã vì chồng, vì con, vì vợ, vì con mà lam lũ. Chúng ta có từng lừa gạt người hay không? Rồi buôn bán thì người ta mua 1 ký mà căng cho người ta có 700 gram à. Mua nảy chuối 5.000, bán 15.000 là bán dung. Buôn bán nói trên trời dưới đất, rồi nói lời giả dối, kiếm tiền về nuôi gia đình, thì đem đồng tiền nghiệp về để mà bồi dưỡng với gia đình mình, nên gia đình mình nó tăng nghiệp. Khi đến lúc nó chủ quả thì tự nhiên nó đổ xô ra để nó lấy lại tất cả những đồng tiền mình đã giả dối kiếm được. Gieo nhân thì gặp quả. Mình lấy tiền của người khác thì con mình nó lấy tiền của mình. Mình keo kiệt với người khác thì con mình nó khóa sản của mình. Chứ nếu nó không khóa sản của mình thì đồng tiền này để làm chi? Từ nơi đó mà người xưa người ta có trí tuệ thông minh lắm. Người ta có điều kiện là người ta biết làm điều thiện, người ta biết giúp người. Thì những đứa con nó có phước duyên, nó có đạo đức, nó sanh vào gia đình mình. Còn mình thì do quá keo kiệt, có điều kiện mà không biết thương ai hết á, nên đứa con quan nghiệp nó mới sanh vào gia đình mình để nó làm con phá gia chi tử. Chứ nếu mà chúng ta là người sống có đạo đức á, thì con cái có đạo đức nó đến gia đình mình. Vì sao? Vì nó có nhân có quả chiêu cảm đến. Nên câu mà người thường nói á, ông bà cha mẹ đó mà có đức thì con cái mặc sức mà ăn, là cái lý. Vì ông bà cha mẹ này có đức nên con cái có đức sanh vào gia đình. Ông bà cha mẹ này mất đức thì con cái nó mất đức sanh vào gia đình mình.
Nhân nào quả nấy, không sai chạy vào đâu cả. Quý vị nhớ, nghe được chỗ này thì chỗ quan trọng nhất của con người ta không phải là nhà có tiền nhiều, mà chỗ quan trọng nhất của mỗi người chúng ta là gia đình phải nghe được giáo dục, cả gia đình biết tôn trọng với nhau, biết sống hài hòa với nhau, thương yêu nhau và lo lắng cho nhau nhiệt tình, và phải tin tưởng nhau. Đó là chỗ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Rất là quan trọng. Hôm nay có nhiều gia đình vợ chồng sống với nhau mà không tin nhau nghe. Quý vị tự hỏi lại đi, khổ hay không? Vợ chồng sống với nhau mà còn không tin nhau. Mỗi một vợ chồng á, lập ra một cái tài khoản riêng. Lỡ mai mốt có ly dị thì tôi có của riêng. Đang sống với nhau mà nhiều lúc á, tích chữ của cải riêng. Lỡ có chuyện gì thì mình còn có của cải. Đây là cái chỗ sống với nhau mà mất niềm tin với nhau thì nhất định đổ vỡ. Con người á, chúng ta đến với nhau có duyên cùng chung một nhà, phải có chỗ tin tưởng với nhau thì sống mới được tốt đẹp. Hôm nay con người đến với con người lòng tin kém lắm, rất là kém. Khi Nhận Đức mà gần gũi một số cháu nhỏ đó, Nhận Đức á, thấy rằng là các cháu sanh trong thời đại hôm nay á, tội nghiệp các cháu quá. Câu này các con nhớ nè, sau này khi các con lớn lên có gia đình rồi các con sẽ thấy. Cha mẹ của một số cháu, quý vị thấy khi quý vị lập gia đình có con cái, quý vị thấy cuộc đời quý vị để lên bằng căng căng, vui và buồn coi cái nào nặng. Thì vết xe kế tiếp của con cái mình, quý vị sẽ đoán được là đời sau càng tệ hơn nữa. Đời sau càng tệ hơn nữa vì các bé hiện tại đời này tạo nghiệp còn nặng hơn đời trước của cha mẹ các con nữa. Từng đời càng tệ nữa. Trừ khi các cháu còn nhỏ nghe được giáo dục biết tạo phước. Hôm nay á, con người chúng ta là ăn đắng uống độc. Nhận Đức coi một quyển sách này nghe. Chỗ mà bệnh ung thư đang phát triển trên toàn thế giới, gọi là chiến tranh ung thư. Từ nơi đâu mà ung thư nhiều như vậy các con biết hay không? Thức ăn đó. Từ thức ăn, heo, gà. Hôm nay họ nuôi, cá họ cũng nuôi, đều là cho ăn quá chắc, mau lớn. Một con heo họ nuôi, trước 2 ngày họ giết. Họ dùng thuốc tâm thần 1 hũ họ chích vào con heo. 2 ngày sau giết con heo, thì thịt con heo này hồng hào, không có tái. Khi họ đem thịt heo này ra thị trường bán thì người dùng rất là thích. Nhưng ở bên trong thịt heo này là độc tố. Cha mẹ để ý một chút nè. Quý vị coi con cái mình thời đại hôm nay, quý vị thấy con nít có thay đổi khác hay không? Thời của Nhận Đức thôi, Nhận Đức đã thấy con nít 10 tuổi là khác con nít 10 tuổi bây giờ. Con nít 10 tuổi bây giờ, nếu là nữ thì có nhiều bé quý vị nhìn như là một người nữ trưởng thành vậy đó. Vô cùng là khác thường. Một bé thiệt là nhỏ thôi, là tâm tính của bé này đã không bình thường rồi. Từ đâu ra quý vị biết hay không?
Một là phim ảnh, hai là báo chí. Những chỗ này các cháu đã coi đến những hình ảnh không đẹp đã làm ảnh hưởng tuổi thơ. Và thêm cái chỗ là các cháu dùng sữa có chất kích thích sớm, uống nước ngọt có kích thích rất cao độ, ăn thịt cá đều là kích thích. Nên còn rất nhỏ nhưng tâm sinh lý của các cháu đã bất thường. Như vậy thì con người tuổi thọ sẽ giảm càng ngày càng thấp, từ ngay cái chỗ con người ăn đắng uống độc. Quý vị để ý thôi thì quý vị sẽ thấy tuổi trẻ hôm nay như thế nào liền. Thì chúng ta cũng đoán được thời đại sau này các cháu rất là khổ. Hiện tại thì nhìn thấy cuộc sống của các cháu muốn vui chơi cái gì cũng có. Nhưng các con sau này lớn lên, nếu các con không nghe được giáo dục nha, các con sẽ thấy cuộc đời các con còn khổ hơn cha mẹ các con nữa. Một đời càng khổ hơn một đời. Thời đại hôm nay chỉ có giáo dục mới có thể cứu được một số con người, từ khi người đó tiếp nhận chân thật. Nghe được chỗ này thì cha mẹ các cháu, quý vị mới nhìn nhận rằng tài sản quý giá nhất quý vị cho con quý vị là giáo dục. Một đứa bé thiệt là nhỏ trong gia đình mà nó đã làm chủ gia đình rồi, thì quý vị có đón được đứa con này tương lai như thế nào hay không? Tại sao quý vị không chấp nhận sự thật để mà quyết chí dạy đứa con này? Chúng ta còn giấu che cho con chúng ta nữa. Một đứa nhỏ thiệt là nhỏ đã cầm quyền trong gia đình, nói cái gì cha mẹ phải nghe cái đấy, đặt cha mẹ ngồi đâu cha mẹ phải ngồi đó. Còn nhỏ mà nếu quý vị không quyết định được đứa con này, như vậy thì tương lai lớn lên làm sao quý vị quyết định được đứa con này? Đời của người già vô cùng là khổ. Đời người già mà khổ rồi thì đời của đứa con này càng khổ, vì đứa con này đã gieo cái nhân bất hiếu. Từng đời con người càng bất hiếu. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta vô cùng là khổ. Những người mẹ, người cha hôm nay 30 mấy, 40 tuổi, quý vị chưa thấy chỗ này nhiều. Nhưng quý vị đi đến cái chỗ 50, 60 tuổi đi rồi, quý vị sẽ thấy những đức nói cho quý vị biết 10 năm chờ những đức nuôi người già, những đức đã thấy cái cảnh người già khổ đến mức mà muốn chết không được, muốn sống không yên. Và những đức ở trong chùa ngày nào cũng có người đến để kiện cáo với những đức con cái. Họ khổ đến mức mà họ muốn tự tử chết vì con cái đó. Nếu hôm nay quý vị không quyết chí dạy con và đẩy mạnh nền giáo dục cho con cái, mình phải quyết định con cái, mình phải muốn như thế nào là con phải như vậy. Đứa con này còn nhỏ, nếu mình không uống nắng thì sau này đứa con này sẽ như thế nào? Nó sẽ thành một tệ nạn xã hội. Chúng ta không lẽ đi đào tạo ra một tệ nạn xã hội? Các bé nữ ngồi trong đây, các con chỉ mới có 10 mấy tuổi thôi à. Nhưng các con coi lại đi, các con đi học, bản tính các con như thế nào? Đi vào trường học có lo học hay không? Hay là các con mới có 12, 13 tuổi đã tập tành yêu thương rồi? Người xưa dạy người nữ nghe để mà nhìn nhận mình nè. Người nữ mà thường ngồi đâu là cặp mắt láo liên, hoặc là nhìn qua cửa sổ. Thứ nhất. Thứ hai là người nữ này thích đi gông gũi nơi chỗ vắng vẻ. Đây là những tạp tánh người nữ xấu. Đó là tâm lả lơ. Từ nơi đó các con chỉ mới có 10 mấy tuổi. Các con phải nghe được giáo dục để mình trở thành con người đàng hoàng. Nếu các con á, nghe chỗ này mà các con á, không chịu nhìn nhận á, thì đời các con sau này các con sẽ biết, thì các con lúc đó hiểu thôi. Những đức thì cứ thành tâm hết lòng, mình hướng dẫn các bé thôi. Vì cuộc đời mình đã từng trải qua rồi, mình lấy kinh nghiệm mình chia sẻ cho các con. Những đức nói cho các con biết, thời đại hôm nay kiếm một con người đàng hoàng khó lắm. Từ khi các con
gieo cái nhân đàng hoàng đi, các con mới gặp người đàng hoàng. Từ nơi đó đó, những đức nêu lên đó, mong các con cố gắng là học đàng hoàng đi, hiếu thảo với cha mẹ, đừng có làm cho cha mẹ buồn lòng. Nếu các con á, học không lo học mà mê chơi, không thèm học hành đó nghe, thì sau này các con sẽ nhìn nhận thấy được cái khổ cuộc đời của con à. 12, 13 tuổi này á, chưa có cảm giác đâu. Nhưng mà chúng ta nêu lên á, cũng gieo vào chủng tử cho các cháu. Các cháu á, sau này khi gặp cái khổ á, các con á, sẽ nhìn nhận. Chúng ta đọc một công đoạn để học tập. Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp lớn mang tính dây chuyền. Họ tuyển chọn công nhân đầu tiên phải đào tạo một thời gian. Họ dạy công nhân những gì? Dạy thái độ làm người, làm việc. Sau khi dạy xong lại phải quan sát một thời gian, nếu được mới tuyển dụng. Cho nên điều cần thiết cho tương lai của những doanh nghiệp này là những nhân tài thật sự biết làm người, biết làm việc. Nếu như từ nhỏ chúng ta đã dạy bảo con cái những điều cơ bản của đạo đức như vậy, thì thật ra đã tạo cho cả một cuộc đời của con cái có một vị trí không thể thất bại. Chúng ta quy hoạch cuộc đời của con cái thì nên nhìn xa trông rộng. Nếu như chỉ để con cái nỗ lực trong học tập mà quên học cách làm người, cách làm việc, thì cuối cùng chúng ta cũng không thể có được một cuộc sống viên mãn, vẹn toàn. Chúng ta cần chú ý đến điều này. Quý vị biết hôm nay rất là nhiều người cha, người mẹ chỉ chú trọng học vị của con. Nhưng quý vị coi đi, hôm nay nhiều người có học vị có làm ra trò gì hay không? Quý vị bỏ ra thời gian mười mấy năm cho con đi học, cuối cùng đứa con này mắng quý vị đó. Vì sao? Vì quý vị chú trọng học vị mà không dạy làm người, làm việc. Đứa con này đến lớn luôn không động móng tay. Như vậy thì nó vào công ty, nó làm việc, người ta cũng tống cổ nó ra khỏi công ty à. Học vị này nói lên cái gì? Quý vị coi hỏi một số doanh nghiệp lớn như tập đoàn Tôn Hoa Sen. Ông là một vị giám đốc lớn, trình độ ông như thế nào? Quý vị đi hỏi một số người lãnh đạo cấp cao mà những vị mà thành tựu đi, trình độ họ như thế nào? Chỗ thành tựu người ta đều là do có đạo đức và làm người tốt, có nhân cách ứng xử. Đó là chỗ thành tựu làm việc lớn. Còn hôm nay tuổi trẻ, những đức nói không lẽ vừa đủ cả nắm chứ. Phần nhiều hôm nay đố mà đào tạo ra được nhân tài đó. Vì sao? Con người siêng ăn biếng làm, vùi đầu trong đống sách, không biết gì là đạo đức cả. Đối với cha mẹ thì không biết ơn, đi học không biết đồng tiền này ở đâu mà mình đi học, mình được cái bằng cấp này không biết ở đâu mà ra. Công ơn của cha mẹ, mồ hôi nước mắt của cha mẹ, nó có biết đâu. Quý vị không dạy nó chỗ này thì sau này nó có học vị càng cao thì nó hại người càng lớn. Làm sao mà đào tạo ra được nhân tài cho đất nước? Không có đâu. Muốn đào tạo ra nhân tài cho đất nước không phải là học vị cao, mà là rèn luyện từ khi còn nhỏ ngay chỗ hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô. Đây là căn bản để làm người và làm việc. Vì một người con hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô, thì người con này sẽ có trách nhiệm với con người, trách nhiệm với công việc. Người mà có trách nhiệm với mình, có trách nhiệm với người, có trách nhiệm với công việc, thì người này nhất định là đứng vị trí cao, làm lãnh đạo. Tố chất này gọi là tố chất lãnh đạo. Còn một người tâm địa hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, dù nó có học vị cao đi chăng nữa thì nó cũng vẫn là kẻ tiểu nhân, làm gì có đủ năng lực để làm lãnh đạo. Dù là làm lãnh đạo cũng là một thời gian vô cùng là ngắn, cũng bị người hạ bệ vì đây là tiểu nhân. Quý vị nghĩ đi, nhận đức dạy cho các cháu, các con nhớ, con người nghèo chết bỏ tuyệt đối không gạt người khác. Chúng ta ở đây đại chúng gần 400 người, quanh năm nhận đức không ra khỏi cổng chùa, có cơm ăn hay không, cuộc sống đầy đủ hay không. Nhiều bé ở đây mỗi ngày 50-60 bé đi vào đây dịp hè,
nhiều ngày thì 70-80. Các con mỗi ngày ở đây, những đức có lấy các con đồng bạc cắt nào hay không? Nhưng mà chúng ta vẫn là cơm ăn áo bận vô cùng là đầy đủ. Quanh năm những đức không cần đi đâu cả. Cần giao thiệp với người khác hay không? Giao thiệp nè. Đây là giao thiệp của những đức đó. Đem cái tư tưởng đạo đức làm người chia sẻ nhau để tu học. Xong rồi nhà ai nấy về, việc ai nấy làm. Mỗi một người phải có trách nhiệm, làm đúng với cương vị của chính mình. Đó là chỗ giao thiệp của những đức quanh năm, mà có thể lo cho gần 400 người trong chùa. Nếu các con có thể có được một tư tưởng làm người, làm việc, trách nhiệm với mình, trách nhiệm với người, trách nhiệm với công việc, như vậy thì các con đi đến đâu các con cũng được người trọng dụng cả. Còn nếu các con chỉ có học vị nhưng nói chuyện không có đạo đức, đối người tiếp vật không hiểu gì cả, học vị này không nói lên gì cả, người ta cũng sẽ không bao giờ tiếp nhận các con. Nên người cha, người mẹ thương con, từ khi còn nhỏ đã dạy con gái thì biết lau nhà, biết nấu cơm, biết nấu ăn, biết kỹ lưỡng gọn ghẽ, nói chuyện nết na đầm thắm, dạy con gái mình. Con gái cặp mắt không có được láo liên, cặp trai thì nhìn liếc ngó, đó là tập khí con gái xấu. Phải dạy kỹ, dạy rõ như vậy để cho nó hiểu. Vì phẩm chất như vậy, người nam đánh giá mình, nó nói rằng đứa con gái này dễ chọc nè, ta chỉ cần chọc ghẹo nó thôi thì dính liền. Nhìn con nhỏ này là biết rồi, mình chưa thả câu thì nó muốn đớp mồi rồi. Vì sao? Vì cái phẩm chất xấu. Đi đến đâu thì liếc mắt đưa tình, gặp trai thì dẹo tới dẹo lui, đó là con gái xấu. Các con nghe rõ nghe, những đức nói như vậy để cho các con dễ hiểu đó. Dễ hiểu để mà sửa đổi. Hôm nay nhiều quá nên chúng ta nói thẳng đi. Nói úp mở mở không hiểu đâu. Nói thẳng vẫn là đặc biệt. Vì ở xa lâu lâu đến đây được một buổi, chúng ta mắng một buổi cũng xứng đáng. Để nhớ đời. Sau này cuộc đời các con mà hạnh phúc, các con sẽ nhớ ơn những đức. Còn nếu cuộc đời các con mà không nghe lời những đức, các con khổ, các con cũng sẽ nhớ đến những đức đó. Nhưng lúc đó không biết những đức còn sống hay không nữa. Nên bây giờ nói được nên mình nói hết lòng đi. Con người đến với nhau các con à, nên sống chân thật đi. Những đức thích sống chân thật lắm. Nên những đức dạy các con, con người phải có nghĩa khí. Con người nghèo là nghèo, giàu là giàu, đẹp là đẹp, xấu là xấu, chứ không phải ta nghèo ta xấu rồi ta lại khổ. Làm gì có cái chuyện đó. Làm người được là quý rồi, đẹp xấu gì đó là duyên của chúng ta thôi à. Chúng ta phải sống thật lòng, sống thiệt. Như vậy thì riêng mình rất là vui. Còn hơn người đẹp, người giàu mà họ chỉ biết họ không có đạo đức. Còn nếu người đẹp, người giàu này mà có đạo đức nữa thì quá tuyệt. Chúng ta không nhất thiết mình nghèo, mình xấu mà mình mặc cảm với đời. Ta làm xấu mới mặc cảm, ta làm tốt thì ta không có gì mặc cảm cả. Nên những đức thường nói một câu rằng, kẻ mạnh lớn nhất của thế gian này không gì qua là đạo đức. Các con nhớ, người mạnh nhất là đạo đức, chứ không phải là đẹp, là giàu, là có danh. Đẹp, giàu, có danh một ngày nào cũng sẽ mất. Nhưng người có đạo đức thì có thể lưu danh cho hậu thế. Đó là mạnh nhất. Nên các con ngồi trong đây, các con phải nhớ, mình phải sống cho nghiêm túc đàng hoàng, nghèo cho sạch, gách cho thơm. Mình phải biết hoàn cảnh của gia đình mình như thế nào, chứ không phải nhà mình nghèo mà mình nhìn cao xa. Nhất là phái nữ á, các con nếu nhà mình nghèo mà mình còn chưa hiểu nhà mình nghèo nữa, mà đi ra đường á, thì bận một bộ đồ á, bằng một tháng tiền lương của cha mẹ. Như vậy thì bận bộ đồ này có nghĩa lý gì? Chúng ta bận một bộ đồ mồ hôi nước mắt của cha mẹ mà chúng ta hãnh diện được sao? Ngồi trong đây có nhiều bé gia đình cũng giàu, gia đình cũng nghèo. Các con nghe như vậy, các con nên tự nhận xét đi. Gia đình mình nghèo, chúng ta cần gì phải xe xua?
Chúng ta nên sống đúng với lương tâm của mình. Bận một bộ đồ cũ kỹ nhưng mình á, chơi với bạn bè nghiêm túc đàng hoàng. Người thích chơi với mình thì mình chơi với họ, người không thích chơi với mình thì thôi. Chúng ta không có nô lệ gì họ cả. Chúng ta dù nghèo nhưng sống trong sạch. Như vậy thì người đàng hoàng vẫn là cung kính các con. Sau này các con lớn lên các con vẫn có cơ hội tốt. Còn nếu nghèo mà xe xua, nhìn cao, đi ra đường á, thì như công chúa vậy đó. Đi về nhà đó thì nhìn nhà cửa của mình nghèo nàn, mình không thấy thẹn với lương tâm mình hay sao? Nên các con á, phái nữ phải nhớ, một người nữ mà tính tình á, đua đòi á, là dễ hư thân mắc nết lắm. Dễ đem bản thân này đi kiếm tiền lắm. Mình phải cho đàng hoàng thì nhất định sẽ có một chàng trai đàng hoàng sẽ gặp các con. Nhất định là như vậy. Còn các bé nam ngồi ở đây các con nhớ nè, xã hội hôm nay đó, nhiều người lớn khôn đi chích xì ke lắm á. Vì sao họ đi chích xì ke? Vì họ không nhớ ơn cha mẹ sinh thành. Cha mẹ nuôi dưỡng khôn lớn có được cái thân này mà đi chích xì ke. Nhận Đức hỏi các con xì ke tốt hay xấu? Xì ke không phải là xấu, mà xấu là chính các con xấu, nên các con đã tiếp nhận xì ke. Còn nếu các con là người hiểu, các con là người tốt, thì làm gì các con lại đi chích xì ke? Nó là một thứ vật dụng nằm chơi chọi như vậy, mà do chính chúng ta lợi sử dụng nó. Chứ làm gì nó chạy đến gần bên cho chúng ta sử dụng. Nên chúng ta là người nghe được giáo dục tốt thì chúng ta sẽ biết phân biệt được đúng sai tốt xấu. Các con biết xì ke là chỗ hại người thì chính các con lớn lên phải làm người đàng hoàng. Đừng bao giờ các con dính vào xì ke dù thử chỉ một lần. Nếu các con thử vào, các con sẽ trở thành con ma nghiện xì ke. Cả cuộc đời của các con nghe, không ngóc đầu lên nổi, sống chốn người. Và người khi dính vào những cái nghiện ngập đó thì họ dễ sanh ra trộm cướp. Những đứa quen một vị này chích xì ke 20 năm. Ông hiện tại 51 tuổi. Chích xì ke 20 năm. Khi ông gặp những đứa ở trên Đà Lạt thì ông quyết chí bỏ xì ke. Và những đứa và ông quen với nhau chắc cũng được 7-8 năm rồi đó. Tuy ông bỏ rồi, nhưng mà do 20 năm lạm dụng bản thân này quá đáng, nên hôm nay triệu chứng chất độc nó vẫn còn trong máu. Lâu lâu thì nó hoành hành ông vô cùng là ghê gớm. Hôm nay mặt mày của ông chỗ ra, bụng của ông thì cứng. Ông không ăn uống gì được, muốn sống không được, muốn chết không yên. Nhận Đức vừa gặp Nhận Đức nói chuyện với ông, Nhận Đức nói rằng: đừng nên buồn, vì 20 năm ăn chơi thì bây giờ phải trả một cái giá của nó. Mình là người đàn ông, đã làm thì chịu, nhưng may thay hôm nay mình vẫn biết quay đầu, nên cố gắng sống trong quãng đời còn lại vui vẻ. Khích lệ ông, ông nên mạnh mẽ. Người này cũng có nghĩa khí đấy, chích xì ke 20 năm mà ông có thể dứt được đó. Nhờ từ ngay chỗ nào? Nhờ quen bạn lành, nhờ quen những người bạn có tâm huyết. Nên ông đã nương vào cái chỗ tâm huyết đó, ông đã quyết định bỏ xì ke. Nếu không quen những người bạn tốt thì nhất định hôm nay ông chết rồi. Như vậy thì tất cả các con ngồi trong đây, các con cần quen bạn tốt hay không?
Các con chơi bạn phải lựa một người bạn đàng hoàng để mình gần gũi. Thí dụ như bên nữ, các con chơi với những người bạn nữ. Người bạn nữ này đi ra đường á, là tính tình á, không có được nghiêm túc đàng hoàng. Mình chơi chung với người bạn nữ này á, thì mình cũng sẽ bị mang tiếng lây vào người nữ đó. Mình là người nữ đàng hoàng mà người nữ này á, một lúc quen hai ba người nam. Như vậy thì á, chúng ta sẽ bị mang tiếng vì đi chơi với một người nữ bừa bãi như vậy. Các con không hiểu, các con ngồi suy nghĩ. Tưởng đâu mình ăn diện đẹp đẹp một chút, nhiều chàng trai theo đuổi. Một lúc một tay nắm mấy người, các con nghĩ rằng như vậy là các con hãnh diện lắm sao? Đó là chỗ xấu xa nhất rồi đó. Làm sao các con dám ngẩng đầu cao lên mà dám nói câu rằng đời của tôi đang quen 3-4 người bạn trai một lượt. Làm sao các con dám nói mạnh dạn câu đó? Các con cũng đi giấu người mà thôi. Nhưng cái tổn hại là ai tổn hại? Các con ngồi suy nghĩ đi, các con là nữ, tổn hại là ai? Các con đừng bao giờ nói rằng ta là người được nhiều người nam để ý đến. Người nam nào gặp ta cũng thương ta cả. Nếu các con mà dính dáng nhiều người thì các con là thiệt thòi vì chính mình, không bằng các con là người đàng hoàng. Đời các con khi gặp duyên, đời của mình chỉ có một người đàn ông trong đời mà thôi. Như vậy thì sau này các con làm mẹ người ta, các con cũng cảm thấy hãnh diện. Còn nếu cuộc đời các con còn trẻ, bữa nay quen anh chàng này, ngày mai em quen anh chàng khác, sau này cuộc đời các con làm vợ người ta là người đàn bà không đàng hoàng, như vậy thì các con dám ngước mặt cao vọng được hay không? Đời các con sẽ khổ cả cuộc đời đó. Nên những Đức nói cho các bé nhỏ nghe nè, các con gì không hiểu, nhiều lúc lớn có mười mấy tuổi tùy tiện yêu thương, các con không hiểu được cái chuyện này là đáng sợ đâu. Người nam người ta gần gũi với mình, người ta không có gì cả. Còn mình thì cuối cùng là mang cái bụng thiệt là to lên. Như vậy thì mặt mũi nào mình nhìn mọi người? Còn nếu các con mà đi vào cái chỗ quỷ diệt nó đi, thì các con mang tội là giết người. Đời các con sau này đừng có mong mà các con được hạnh phúc. Một người nữ mà thường phá thai thì người nữ này cả cuộc đời là bệnh hoạn, gia đình sẽ không được hạnh phúc, vợ chồng xào xáo, sanh con là ngỗ nghịch. Vì sao? Vì người nữ này đã từng phá thai, đứa con sanh ra là để đòi nợ. Nên nhiều người đến đây học tập Đệ Tứ Quy như vậy, những thai nhi cũng đến đây rất là đông. Những thai nhi mà bị mẹ phá đó cũng đi theo đến đây nữa đó. Cho quý vị biết, quý vị chỉ cần phá thai 1-2 lần, sanh ra 1-2 đứa con thì quý vị nuôi, 1-2 đứa con thì bị phá. Thì 1-2 đứa con bị phá đó, nó sẽ theo đẳng theo gia đình này. Nhưng do gia đình này còn phước nên nó chưa có hoành hành được. Nhưng mà lâu lâu nó cũng châm chích được vợ chồng này kình cãi, nó châm chích được đứa con kia ngỗ nghịch với mình, phá gia chi tử mình. Và quý vị đi đâu nó cũng đi theo quý vị cả. Nên những buổi nói chuyện của những Đức nói lên chỗ này để cho những thai nhi vì nghiệp phá thai ở lại chùa tu hành đi. Và những Đức đem công đức phóng sanh hồi hướng cho các bé, công đức niệm Phật hồi hướng cho các bé. Các bé quá giải cái tâm đó, ở đây niệm Phật để cầu giảng sanh đi, hết khổ. Còn nếu theo mà đòi nợ châm chích thì ôm nhau mà chịu khổ không ra được. Nhưng mấy thai nhi nghe mà chịu quay đầu, vì giết nó quá hận rồi. Nên tuyệt đối nó sẽ không tha cho người mẹ người cha này đâu. Khi đến cận tử nghiệp quý vị sẽ thấy được cái cảnh đó. Vì những Đức hộ niệm rất là nhiều người, những người bị phá thai thì họ chết vô cùng là đáng sợ. Nên các bé nhỏ ngồi trong đây, các con nhớ nè, cuộc đời các con lớn lên mà tùy tiện yêu thương, đi đến cái chỗ phá thai là cuộc đời các con không bao giờ có được hạnh phúc. Nếu cho rằng những lời của những Đức là hù dọa thì các con cứ tùy tiện đi. Còn nếu các con tin những Đức thì các con hãy sống cho nghiêm túc đàng hoàng. Thì những Đức nói rằng cuộc đời các con nhất định là được hạnh phúc.
được hạnh phúc. Người ta lớn hướng dẫn mình không lấy một cắt bạc nào cả, nói dối làm chi để mang tội. Rất là nhiều người đến gặp những đức nói về chuyện đó, nên những đức chia sẻ cho các bé nghe vì các bé chưa có hiểu, nên phải nói cho các bé hiểu. Có nhiều bé lớp đệ tử quy còn nhỏ thì vào học cũng thấy siêng lắm á, nhưng mà hơi lớn lớn một chút là không thấy ngồi trong đây, hoặc là đến giờ học tập thì đùa giỡn bên ngoài. Thì quý vị mới thấy được rằng căn tánh của chúng sanh vô cùng là kém. Lớp đệ tử quy chúng ta đó, một tuần thứ bảy như vậy chỉ có 1 tiếng à. Còn thời gian ở ngoài đời của các cháu thì cha mẹ các cháu hãy nhìn đi, con của mình mỗi ngày phải nhìn cảnh duyên gì. Nên học tập đệ tử quy này nè, chúng ta có thu âm, bỏ lên trang website tổ đình hộ pháp.com đó. Cha mẹ của các cháu nếu ở nhà chưa đi đến đây được đó, thì bấm lên cả gia đình nghe đi, lợi ích mà. Cả chồng, vợ, con cái nghe đều là khuyên gia đình phải hạnh phúc. Hôm nay quý vị biết á, chỗ mà ly hôn á, của vợ chồng á, nhiều quá. Xã hội hôm nay sao con người họ xem nhẹ chỗ này quá. Quý vị phải nhớ nè, vợ chồng đến với nhau sanh ra con cái, nếu quý vị không hòa thuận thì lôi ra ly hôn. Đứa con trai này đi theo cha, đứa con gái này đi theo mẹ. Con của mình đã xa cha hoặc xa mẹ, quý vị nghĩ nếu quý vị nằm vào tâm trạng của con, quý vị nghĩ như thế nào? Nên người cha, người mẹ nên suy xét cho kỹ. Con người sống với nhau nhất định cũng có 1-2 lời không hiểu với nhau. Chúng ta phải có tâm khoan dung tha thứ để vợ chồng có thể sống với nhau cả cuộc đời, để mà dạy con cái. Chứ không phải là vì chúng ta đến với nhau dục vọng, đến với nhau 1-2 năm thì chán với nhau, muốn đi kiếm đối phương khác để ly dị nhau. Tâm địa đó thì quá xấu xa, đúng là thiếu giáo dục. Vì dục vọng mà đến với nhau nên ban đầu rất là thương, chỉ có tình thương ban đầu. Người ta vừa mang thai là muốn bỏ người ta rồi đi kiếm người khác. Vì sao? Vì thiếu được giáo dục. Chúng ta đã tạo ra là phải có trách nhiệm. Sống với người vợ này, người vợ này sanh ra mấy đứa con thì bà phải xấu đi chứ. Chúng ta lâu lâu ngồi chúng ta nhìn người vợ đó, nhìn chăm chút người vợ đó, chắc bà cũng ngạc nhiên lắm nghe. Nói, ủa sao hôm nay anh làm gì mà anh nhìn tôi dữ vậy? Bộ mặt tôi có lọ hả? Thì người chồng này nói lên một câu rằng, tôi nhìn bà mà tôi rất là thương bà. Nói, ủa sao mà hôm nay ông nói câu gì mà giống tâm thần quá vậy? Người nữ mà họ nghe vậy họ thích lắm, nhưng mà nói cái câu đùa đùa vậy đó. Thấy chồng nói thương mình thì ai mà không thích. Thì người chồng mới nói rằng là, hôm nay tôi nhìn trên cà má của bà có một nét nhăn. Trong lòng của tôi hồi tưởng vài năm về trước, gương mặt của bà đâu có nét nhăn nào đâu. Nhưng mà vì bà về làm vợ tôi, bà sanh ra cho tôi mấy đứa con, bà lam lũ với gia đình, bà chịu khó chịu cực đối với gia đình, nên hôm nay gương mặt bà đã có mấy nét nhăn rồi. Nhưng mà bà cứ yên tâm đi, trong lòng của tôi mãi mãi vẫn giữ cái tình cảm dành cho bà, mãi mãi không bao giờ mà phai nhòa đâu. Bà cứ yên tâm nghe, dù tôi đi làm ở đâu đi chăng nữa, tôi cũng đàng hoàng lắm vì tôi biết ơn bà. Bà rất là cực đã sanh cho tôi được mấy đứa con. Từ nào đó tôi phải chung thủy hết lòng đối với bà. Nghe câu như vậy thì vợ chồng luôn luôn là hâm nóng cái tình cảm. Còn nếu mà bây giờ thấy gương mặt người ta xấu thì nói, sao tôi nhìn bà hôm nay xấu giống con khỉ khô quá, không muốn nhìn chút nào cả. Lúc thương người ta thì bắt đầu nắm bàn tay người ta, thì bắt đầu là vuốt ve nghe. Bây giờ thì người ta sanh cho mình mấy đứa con thì bàn tay này nó cũng khô cằn rồi, thì không bao giờ nắm bàn tay người ta nữa. Mà nắm tới bàn tay cái nói, sao bàn tay bà nay cứng ngắc giống cái cây củi quá. Mình nói lên vậy là nghĩa là mình vô tình, phải không?
Nghĩa là người ta làm vợ cho mình càng nhiều năm thì mình phải càng tăng cái tình cảm lên cho người ta, vì người ta cực khổ. Như vậy thì con người mới là thương con người. Còn nếu mà chúng ta lúc đẹp thì thương, lúc xấu thì ghét, như vậy thì là hư tình giả ý. Như người hôm nay thì rất là nhiều hư tình giả ý. Ban đầu thì đều là trao chọn cho nhau tình cảm đặc biệt lắm, thương nhau mấy sông cũng lội rồi, mấy đèo cũng qua rồi, núi cao gì cũng trèo gì, đủ chuyện hết chứ. Vậy đó mà khi mà người ta xấu xấu một cái là bắt đầu là như thế nào? Bắt đầu là muốn bỏ người ta đó nghe. Vì sao mà có những con người như vậy? Vì không nghe giáo dục. Không nghe giáo dục. Đi ra ngoài thì nhìn mấy cô bên ngoài thì thấy họ đẹp, nhưng mà những cô son phấn lè lẹt đó là họ gì? Họ kiếm tiền. Nên mình nhìn thấy họ thì mình thấy họ rất là đẹp. Còn vợ nhà thì họ đàng hoàng, họ lo nuôi con, rồi họ lo lau nhà, dọn nhà cực khổ, hơi sức đâu mà kem phấn nữa. Mình không thương mà mình đi nhìn người bên ngoài, rồi cuối cùng mình về mình nhìn bà vợ nhà thì mình nói sao thấy bà tôi chán quá. Đó là con người xấu xa đó nha. Nên nghe được chỗ này rồi thì các ông, các bà sống với nhau là chúng ta phải vì con, phải nỗ lực sống hạnh phúc. Vậy thì mới dạy được con. Quý vị biết cái màn kịch của cuộc đời này á, là do chính vợ chồng mà ly hôn đó. Vợ chồng mà ly hôn thì người vợ này sẽ có đối tượng khác, người chồng này sẽ có đối tượng khác, tiếp tục có thêm một đời con nữa là con mày con tao, là xảy ra một màn kịch của cuộc đời con mình rất là khổ. Quý vị có nghĩ đến chỗ này hay không? Nên các giáo ngồi trong đây các con nhớ nghe, chọn một người bạn phải suy nghĩ cho kỹ. Đến với người đó là phải suốt cuộc đời. Các con phải suy nghĩ là suốt cuộc đời, chứ không phải là một ngày một bữa. Đừng nên vội vàng. Nghe được đệ tử quy chỗ này, từ ngay cái chỗ hiếu thảo cha mẹ mà các con có thể phát sinh qua nhiều cái đạo đức làm người. Các con phải làm người đàng hoàng. Nên nhiều người cha người mẹ, quý vị nghe những đức nói nè: khoan hãy chú trọng học vị của con cái. Nhớ nghe, con còn rất là nhỏ, tiếng Việt nói còn chưa gành mà bắt nó nói tiếng Anh, mai mốt nó dùng tiếng Anh nó chửi quý vị. Vì quý vị có biết tiếng Anh đâu. Còn nhỏ thì nó dùng tiếng Anh nó chửi, lớn lên thì nó sẵn luôn tiếng Việt chửi thẳng luôn, khỏi cần khách sáo nữa. Nếu quý vị mà chú trọng học vị thì cuộc đời quý vị sau này vô cùng là khổ đó. Còn nhỏ chú trọng là giáo dục con mình đàng hoàng. Học vị cứ từ tốn mà tiến. Một đứa bé mà hiếu thảo thì chắc chắn là học giỏi. Một đứa bé mà không hiếu thảo, dù quý vị có cố công và dùng nhiều cách, nè con gán học năm nay lên lớp đi, cha mẹ cho con đi du lịch chơi nè, rồi gán học năm nay lên lớp đi, cha mẹ mua cho chiếc xe nè, rồi gán học năm nay lên lớp đi, cha mẹ sẽ mua cho đôi giày hay bộ đồ gì xịn nè. Quý vị đã dạy con mình chủ nghĩa công lợi rồi. Quý vị đã tự đẩy con mình vào nẻo cục của cuộc đời rồi. Đối với con mà còn dạy như vậy thì đứa con này đối với xã hội nó sẽ dùng cách gì để đối với xã hội? Nó đều là nghĩ lợi hại đến xã hội. Làm gì có đạo nghĩa đến xã hội? Vì chính quý vị đã đẩy con mình vào chỗ lợi hại, chứ không phải là đạo nghĩa. Còn nhỏ con mình lau một cái nhà, người mẹ nói rằng con lau nhà đi con, mẹ cho con 10.000, giặt bộ đồ 5.000, lau nhà trên luôn 20.000, ghi bảng giá ra cho đứa con làm việc. Như vậy thì lớn lên đứa con này mở miệng ra là tiền, tiền, tiền. Còn khi mai mốt người mẹ này hết tiền, người mẹ nói lau nhà đi con, nó nói tiền đâu? Bữa nay mẹ hết tiền rồi, con lau một bữa đi. Nó nói hết tiền thì khỏi lau. Vì chính quý vị đã dạy nó là tiền, và cuối cùng nó ra đời là tiền, bóc lột người ta là tiền. Sau này nó có học vị, nó trở thành một kẻ lạm dụng tiền bạc,
Nó chỉ biết tiền, và cuối cùng nó trở thành một kẻ tham ô vì tiền. Thì cuộc đời nó đi vào nẻo cục của cuộc đời, đúng hay không? Nếu quý vị còn nhỏ, dạy con là đạo nghĩa, dạy con là uy tín, dạy con là nói thật, dạy con là nhiệt tình, nghèo cho sạch, gách cho thơm, thì đứa con này sẽ làm được nhiều việc cho xã hội, cuộc đời của nó sống có nghĩa lý. Còn nếu quý vị dạy đứa con vì học vị, vì tiền, vì danh, thì sau này đứa con này cũng đem chỗ này để trả lại cho quý vị. Khi quý vị già, quý vị ngồi trong nhà, nó thấy bà mẹ già này thấy chướng tai gai mắt quá, lâu lâu tôi muốn dẫn bạn bè về nhà ăn nhậu bắt nhặt rác bữa, mà bả thì bả ngồi vậy, không lẽ bắt nhặt rác thì coi sao mà được mà coi, còn đem bả vô phòng đóng cửa lại thì bạn bè đi về bả cũng nhăn nữa, mệt mỏi nhức xương. Nên nó phải dùng nhiều phương pháp để đưa bà già này đi ra khỏi nhà. Bà già này chịu không nổi nên đi ra khỏi nhà. Vì chính quý vị đã dạy cho con mình từ khi còn nhỏ sống trong chủ nghĩa công lợi, nên đứa con này đã trả lại cho quý vị đó. Đừng nên than van. Nên nhiều người cha người mẹ hôm nay, quý vị muốn tương lai con quý vị phụng dưỡng quý vị, thì hôm nay chính quý vị phải phụng dưỡng cha mẹ của mình. Mình đến với nhau là vợ chồng, ông chồng này lo làm ăn chưa bao giờ nghĩ đến cha mẹ bên vợ, người vợ này lo làm ăn chưa bao giờ nghĩ đến cha mẹ bên chồng. Một năm chờ không về nhà thăm cha mẹ hai bên, như vậy thì quên cội quên nguồn. Tương lai con quý vị nó cũng sẽ quên quý vị, vì chính quý vị đã đối xử với cha mẹ mình như vậy, thì con mình nó đối xử với mình như vậy. Giọt nước trước nhiễu như thế nào thì giọt nước sau sẽ nhiễu như vậy, không chạy đi đâu khỏi cả. Nên mỗi một người nghe như vậy, nhỏ cũng nghe được, lớn cũng nghe được, già cũng nghe được, tầng cấp nào cũng nghe được cả. Đạo đức ai không cần nghe. Nếu người mà tiếp nhận chỗ này, thật sự quý vị chỉ cần một buổi nói chuyện này thôi, người mà nắm được nguyên lý này, quý vị sống cũng đặc biệt nữa. Nhận Đức thấy rằng cuộc đời Nhận Đức hôm nay rất là vui, không phải là có tiền, không phải là có danh gì cả, nhưng mà mỗi ngày Nhận Đức được phục vụ chúng sanh, Nhận Đức được rửa chén cho các cụ già, Nhận Đức được lau bàn cho các cụ già, Nhận Đức được nấu ăn cho các cụ già. Những cụ già này không phải cha mẹ của mình, mà cuộc đời của mình lo cho các cụ mình còn thấy vui vẻ. Không chi quý vị mà phụng dưỡng cha mẹ mình thì niềm vui này cỡ nào. Nhận Đức rất là mong quý vị có được niềm vui ngay chỗ là phải làm người con hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô. Buổi học tập chúng ta một tiếng đồng hồ, Nhận Đức rất là mong các cháu trở thành những bé ngoan, sống đàng hoàng và sống hữu ích. Các con chắp tay lên để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.